Hello. Hello anh chị em nha. Chào anh Nguyễn, anh Liêu Lê. Chào anh Trần Kim Nguyệt. Anh ở bên này đang là 22 giờ rồi này. Dubai về đêm. Ấy. Ok, chào em nha, Nguyệt nha. 10 giờ tối thôi, chưa phải đêm. Nhưng mà thành thành phố nó gọi là năng động nhất thế giới, thành phố không có xuyên đêm luôn. Nó phát triển ở tương đương hoặc là hơn ở New York bây giờ nó cũng thế. New York ấy, thành phố không ngủ ấy. Hồng Kông. Bây giờ nó chuyển sang Dubai nó không ngủ vậy, nhưng mà Dubai nó đi được phương hướng hiện đại lắm. Đẹp lắm. Ê, đỉnh ơi, chào chị Trần Huyên nhé. Đấy, đây là Dubai, đây là về 10 giờ nhé, 10 giờ nhé. Bên mình là 10 giờ đúng không? Bên này mới là 7 giờ, 19 giờ thôi, 7 giờ tối. Đây là cái khu này nó chưa view hết nhá, chưa view cái chỗ khu downtown của nó mới kinh khủng. À, không view. Khu downtown rồi. Gần chưa phải cái khu trung tâm của nó đâu, khu này chưa phải là khu trung tâm. Chưa phải là khu trung tâm đâu. Khu trung tâm của nó kinh khủng lắm, sầm uất lắm, đẹp lắm, đèn lung linh luôn. Bên này cái năng lượng của nó thì rẻ, cái năng lượng của nó thì sẵn lắm. Đất nước dầu mỏ mà điện hạt nhân nữa, thứ năng lượng của nó lại sẵn lắm, nó không tiết kiệm như mình như lại châu Âu ấy, thứ đâu phải tiết kiệm năng lượng, nó có thủy điện thì biết rồi mà. Năng lượng của nó mạnh lắm. À, nên là dùng cái ở đây cái giá nhà, cái giá nó tiện ích điện nước các thứ nó rẻ thì còn hơn bên mình thôi. Đó, nhưng mỗi cái thuê nhà các thứ nó đắt hơn thôi. Ăn uống cũng rẻ, chợ búa ăn uống rẻ. Nói chung nhà hàng ấy nó cũng không đắt hơn mình. Dân lao động ở đây thì ví dụ dân Pakistan hoặc là dân India sau đây làm lương nó cũng chỉ được mười mười mấy triệu dân lao động, cũng vất vả lắm. Đường của nó này, đường phố của nó là mỗi bên là 7 làn xe. Đấy, xong bên ngoài nữa là gọi là cái gom của nó là 3 làn xe, 4 làn xe. Kinh khủng không? Đây là cái đại lộ này, đại lộ lớn. Đại lộ lớn luôn đấy. Siêu xe để đi ngoài đường thì coi như lợn con. Giao thông Trung Lê, anh Cường Việt, anh Cường Lượng Nguyễn, quay từ ban công đây. Và em đang đứng trên cái tầng, nó phải tầng mười mấy, tầng 14. Tầng 14 tương đối cao, chứ chưa phải cao ạ. Thế rồi đây, quay quanh cái khu vực đây. Xa xa kia là khu vực trung tâm nó, bao quanh biển, vịnh với các thứ tương đối rộng rồi. Như bên này là quỹ đất, quỹ đất các thứ còn nhiều lắm. Như đây cái Dubai cái thời điểm bây giờ bắt đầu đi chơi là mới đẹp này, nó mới mát này. Nó chơi đến khoảng 7 giờ sáng Việt Nam mình ấy. Thì ở trên này nó khoảng 3 giờ 4 giờ sáng thôi bắt đầu nó đi chơi. Chị chưa? Nó đi chơi. Đấy. Cái ngày nắng là không đi chơi. Đi chơi đi làm hoạt động về đêm nhiều.
hay là theo cái công trường của cái trung tâm chứng nhận Uskai ở Sara ấy, là cái bên ngày, ban ngày ấy, bình thường mùa nóng là ít công nhân làm lắm. Với anh Cường thế không nghe em ở lại hay lắm, nó có những cái trải nghiệm hay lắm anh Cường. Đi gọi là mọi người chưa được biết đến cái chợ, cái triển lãm gọi là những cái gọi là những cái các dân tộc quốc tế đấy, nó như là cái kiểu Expo ấy, nhưng mà đây nó là triển lãm mình có 54 dân tộc anh em trong Việt Nam mình, như đây là triển lãm các dân tộc quốc tế đấy, các quốc gia luôn đấy. Đấy, cái khu đấy mà đi có mà cả tháng không hết luôn, kinh khủng luôn. Thì lát nữa em đi mình đấy em quay, có lẽ quay phim chụp ảnh cả tháng không hết luôn. Nên là em đi live stream cho họ, em quay video cho ai cực kỳ luôn. Đấy, chỉ có dân ở đây lâu mới biết. Hello Nhung, về nhà ăn cơm mẹ nấu hiểu ngon đúng không em? Đấy đây mà, đấy đây mà đêm nhìn thấy là cái lung linh tráng lệ ở Dubai. Nó gần như là Hồng Kông, New York ấy. Đó thế này. Ok chào Trung Nguyễn, Nguyễn Thanh Phú, ok đẹp quá, ok chào em, Trung Nguyễn, đấy, Dubai đấy, về đêm đó, đứng ở trên cao, nhìn xuống là nó sẽ như thế này. Trời đến sáng luôn, 7 giờ sáng Việt Nam luôn. Nó hoạt động vào đêm mà, ngày nóng ít hoạt động lắm.